Có người yêu bỏ cha. Ôi, nặng thế sao ông không bảo tôi ra khiêng cùng? Có gì mà nặng, hồi xưa tôi vác cả chục cân còn chẳng thấm vào đâu. Mà sao tự dưng ông lại đem điểm nước về làm gì? Thì người yêu con bé về, chắc chưa quen khí hậu ở quê nóng bức, đêm ngủ sao ngon giấc được, nên chạy ra nhà bác Năm mua tạm một cái cho nó dùng mấy hôm rồi mình dùng. Ông chỉ được cái chiều con bé thôi. Thế bà lo cơm nước tới đâu rồi? Nấu cái gì ngon ngon vào nhé, cho hai đứa nó ăn. Đồ ăn trên thành phố vừa đắt mà giá được cái tươi ngon. Được rồi, cái đó ông đã nhắc đi nhắc lại đến chục lần rồi. Giờ mời ông vào nhà nghỉ ngơi cho tôi nhờ. Sức khỏe đâu còn được như xưa mà cứ làm việc quá sức vậy. Chưa xong đâu, tôi còn phải chạy đi mua cái anten xịn, lắp cái tivi cho hai đứa nó còn xem phim cho nét. Rõ là. Sao mãi vẫn chưa thấy con bé Phương về nhỉ? Ông lại bị đau lưng đó hả? Tại hôm qua ông bê quá sức đó. Hay lần này về bảo con Phương nó ở nhà mấy hôm, đưa ông đi khám xem thế nào. Thôi, làm phiền chúng nó. Hình như con Phương về rồi bà. Sao thế con? Con chào hai bác ạ. Không sao mẹ ạ. Tự nhiên nó dở chứng gãy gót, làm chân con bị trẹo một chút. Có sao không? Để ba xem nào. Con đã nói không sao rồi mà. Ba mau vào nhà lấy cho anh Phương cái khăn mặt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả đoạn đường rồi. Để ba đi lấy. Không sao là tốt rồi con. Mẹ ơi, con rể tương lai của mẹ cõng con suốt từ đầu làng vào đây đấy. Cả làng ai cũng phải nhìn theo. Quả này bọn cái Lan cái Xuân phải ghen tị với con vì có anh người yêu tâm lý. Phải rồi. Bác cảm ơn con nhé. Có gì đâu bác. Đoạn đường ngắn chứ có xa đâu ạ. Ngắn gì? Phải tận mấy trăm mét chứ ít gì anh. Thôi, anh vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức nhé. Sao phải bê bàn mà ba không kêu con? Ba, mẹ với con kê cũng được mà. Anh ấy mới cõng con về mệt, để cho anh ấy nghỉ ngơi một chút chứ. Cái bàn này hai người đàn ông khiêng nhẹ hèo ấy mà con. Nhưng mà anh ấy mới cõng con cả quãng đường xa về còn mệt. Ba chẳng tâm lý gì cả. Kìa em. Nào, cả nhà ăn cơm nào. Anh ăn đi này. Món này nữa, ngon lắm. Phương nè, lần này về nghỉ lâu, hai đứa ở chơi với ba mẹ mấy hôm nha con. Không được ba ơi, con xin phép ba mai con đi luôn ạ. Công việc cũng chưa gấp, hay mình ở lại vài hôm. Em nghe nói ở quê đang có dịch sốt xuất huyết, anh mà bị bệnh công việc sao lo được. Hay con ở lại một hôm thôi, mấy hôm nay trở trời, lưng của ba con... Thôi, con nó còn công việc của nó, bà cứ nói hoài à, cả nhà ăn cơm đi. Nóng quá, xuống lấy chút nước lạnh. Bảo đi khám ông cứ không nghe tôi. Xưa mình mang vác nặng thì nay nó trở trời ấy mà. Bà cứ bắt con Phương ở lại làm gì? Nhớ việc của nó ra. Hôm nào tôi tự đi khám cũng được. Người yêu nó cõng nó có mấy trăm mét mà nó cũng xót. Còn cha nó vừa cõng nó trên lưng vừa đẩy xe hoa quả nặng mấy chục cân đi bán mà nó cũng quên. Vừa cõng nó mà ngày nào cũng bán được mấy chục cân hoa quả. Đi khắp cả cái huyện này mới ghê chứ bà nhỉ. Hồi đấy con bé cứ bám lấy tôi, chả chịu ở nhà. Ai mua hoa quả nào? Bơ đây, sầu riêng đây. Sắp hết rồi ba. Nép sát vào ba nha, bị ướt là ốm đó con. Ba ơi, vậy mà con thật vô tâm phải không ba? Kìa, Phương. Ba nghỉ sớm đi,
mai con đưa ba đi khám. Thôi, con đi đi, không lại nhớ việc. Ở nhà ba tự đi được mà. Không, nhất định mai con đưa ba đi khám. Thôi con à. Thôi mà ba, nếu không con đi luôn bây giờ đấy. Ba nghe con một lần đi ba, mai con sẽ đưa ba đi khám. Có thế nào con mới yên tâm đi làm được chứ. Được rồi, được rồi. Cái con bé này. Thầy Pháp và người thợ mộc. Ngày xưa, ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một anh thợ mộc và một lão thầy Pháp cùng làm việc cho hoàng cung. Trong khi anh thợ mộc hiền lành thì lão thầy Pháp lại là một kẻ độc ác và hám tiền, luôn chuộc lợi phần mình. Anh Sam, hôm nghe tôi nói đã. Thầy Pháp có chuyện gì vậy? Hôm nay ta có một thỏa thuận nhỏ cùng anh thế này. Không biết có việc gì mà hôm nay bác thầy Pháp lại muốn thỏa thuận với một thợ mộc bình thường như tôi. Anh không phải dấu tài. Hãy thu xếp cất loại gỗ tốt nhất, dựng một ngôi nhà lớn theo yêu cầu của ta. Thay vì trả tiền, ta sẽ cầu chú ban hạnh phúc cho anh suốt kiếp. Về chuyện này thì tôi chả thiết đâu bác ơi. Hạnh phúc và vận may của tôi là do đôi bàn tay và chiếc rìu cất gỗ mỗi ngày mang lại. Chẳng phải làm cho đức vua bao năm mà anh vẫn nghèo rớt đó sao? Nếu ta cầu chú cho anh thì số phận của anh sẽ suôn sẻ hơn. Tôi chẳng tin vào việc cầu nguyện nào hết. Còn chuyện cất nhà thì tôi phải từ chối bác rồi. Anh dám. Xin lỗi bác, nhưng tôi lúc nào cũng đã luôn chân tay. Thứ lỗi bác, tôi đi trước, kẻo lỡ việc. Được lắm, mình sẽ phải trả giá vì thói hỗn sự của mình. Ngày đêm, lão thầy Pháp liền nghĩ cách trả thù anh thợ mộc. Sau cùng, lão cũng nghĩ ra một âm mưu lợi dụng sự tin tưởng quá mức của đức vua đối với một thầy Pháp. Thầu bệ hạ, thần báo mũi làm phiền người sớm như thế này, nhưng việc quan trọng này khiến thần không dám chậm trễ. Lão Pháp Sư, có chuyện gì cứ từ từ nói. Thưa bệ hạ, hôm qua khi cầu chú nhập tâm, phần hồn của thần đã lìa thân xác mà lên tận trời xanh. Thần đã gặp nhà vua quá cố. Phụ vương ta có nhắn nhủ điều gì không? Mọi sự đều rất tốt, trừ việc người muốn xây một ngôi đền, nhưng trên trời lại thiếu thợ mộc. Người khẩn thiết mong bệ hạ gửi cho người anh thợ mộc cứng nhất của hoàng cung. Anh thợ mộc đó là người ta rất tin tưởng, nhưng nếu đó đã là lời của tiên đế thì chính là mệnh lệnh. Có điều làm thế nào gửi anh ta lên cho người bây giờ chứ? Xin bệ hạ yên tâm, thần đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch rồi ạ. Bao nói đi. Dạ, thần sẽ làm một cái liều gỗ, nhốt anh ta vào trong, xếp quanh liều một đống củi lớn rồi châm lửa. Khi liều bén lửa, một làn khói trắng sẽ bốc lên trời. Thế thì khác gì thiêu anh ta chứ. Xin người yên tâm, trên làn khói ấy thần sẽ cầu chú để như cưỡi trên mình ngựa. Anh thợ mộc sẽ lên hầu đức vua quá cố an toàn. Nhà vua cuối cùng tin theo kế hoạch của lão thầy Pháp và báo tin dữ cho người thợ mộc. Chuyện đã như vậy, liều gỗ cũng đã sắp hoàn thành. Trước khi chuẩn bị đi, Khanh có tâm nguyện gì không? Dạ, thần không dám trái lệnh, nhưng chỉ xin đức vua cho thần một tuần nữa. Được, ta chuẩn y cho Khanh. Chỉ còn một tuần nữa thôi, lão thầy Pháp bày mưu ép tôi vào đường chết rồi. Một tuần là đủ rồi, mình hoàn toàn có thể thoát khỏi mưu hèn ác của hắn mà. Đến nước này mà mình còn đùa được sao? Không hề đâu, mình nghe lời tôi nói đây. Đúng một tuần sau đó, mệnh lệnh oái âm được thực thi. Người thợ mộc bị nhốt vào trong liều chất kín củi trước sự hả hê của lão thầy Pháp. Hãy nhìn kìa, chính anh ta đấy. Mọi người trông thấy anh ta vội vã lên trời trên con ngựa bạch không? Chẳng ai thấy gì ngoài khói, nhưng mọi người đều làm như trông thấy anh thợ mộc trên con ngựa mà lão thầy Pháp nói. Anh thợ mộc đúng là đang cưỡi ngựa bạch kìa. Bạn nhìn thế kia, chắc chẳng mấy mà gặp tiên đế. Từ nhà mình đến chỗ liều gỗ đang dựng rất gần, chúng ta sẽ bí mật đào một đường hầm tới đó. Đến hôm bị nhốt vào liều chất kín giữa đống củi, đợi lúc khói mù lên, mình sẽ nhanh chóng trở về theo đường hầm. Anh thợ mộc đã về nhà theo con đường hầm bí mật, nấp kỹ trong nhà suốt một tháng, suy nghĩ cách đối phó với lão thầy Pháp gian ác. Tâu bệ hạ, việc xây điện cho tiên đế hoàn thành sớm hơn dự kiến, thần đã trở về đây ạ. Khanh trở về từ trên trời đó.
Khá lắm, Khanh đang nói đến thầy pháp của hoàng cung đó. Khanh đã đưa thợ mộc của ta đến chỗ tiền đế nhanh nhất và an toàn trở về. Thế là quái nào vậy? Lương ngục ngục như thế mà nó còn sống sờ sờ thế này. Lẽ nào nó đã lên trời? Thật ư, không, không thể nào. Tâu bệ hạ, đúng là nhờ công thầy pháp đây cho thần được lên hầu hạ đức vua quá cố. Ngài rất hài lòng vì ngôi đền được hoàn thiện ạ. Thật lắm, ta sẽ thưởng hậu cho hai khanh. Ta bị hạ ban ân, nhưng thần chưa dám nhận thưởng gì hết. Bởi lẽ tiên đế vẫn còn một yêu cầu. Khanh mau nói ngay đi, yêu cầu của tiên đế bằng mọi giá phải được đáp ứng chứ. Nếu không, cả vương triều sẽ bàn tội khi quân phạm thượng. Tâu bệ hạ, chuyện là đức vua quá cố muốn có một thầy pháp tài giỏi trong ngôi đền của mình. Nói láo, nhà ngươi nói láo. Làm sao nhà ngươi có thể lên trời chứ? Thầy pháp, Khanh nói thế là sao? Chẳng lẽ những gì Khanh nói đều là giả dối? Dạ, thần không phải như vậy. Dạ, xin bệ hạ đừng trách thầy pháp. Tiên đế đã khen thầy pháp của hoàng cung chúng ta không ngớt lời đó ạ. Và tiên đế đã chỉ danh đích thị ông đến ngôi đền mới. Lệnh của tiên đế nhất định phải thực thi. Chắc chắn ta phải dâng lên người thầy pháp của ta. Cũng như ta đã gửi Khanh là thợ mộc ưu tú lên đó. Nhưng làm thế nào gửi ông ta tới? Như cách của thần thưa bệ hạ, đó chính là cách nhanh nhất, với lại phải làm ngay vì tiên đế đã sốt ruột lắm rồi ạ. Đúng vậy, chính là cách thầy pháp lần trước đã dùng để đưa Khanh lên trời. Vậy tiến hành ngay đi. Lính đâu? Không, xin bệ hạ đừng làm như vậy. Sao lại không? Cứ làm thật tốt rồi Khanh sẽ được trở về như thợ mộc của ta thôi mà. Không, xin bệ hạ đừng làm thế với thần. Xin bệ hạ. Không, xin anh. Xin anh hãy tha cho tôi. Chỉ anh mới có thể cứu tôi thôi. Tôi xin anh. Không phải tôi cứu ông, mà chỉ có ông mới cứu được chính mình thôi. Bấy lâu nay ông làm những trò ba mị gì thì mau khai cả ra đi. Tâu bệ hạ, thực ra thần đã tự bịa ra chuyện. Thần gặp nhà vua quá cố. Lão thầy pháp tái mét mặt mày, thú nhận mọi âm mưu lừa gạt của lão với đức vua. Cả những pháp thuật ma mị giả dối bấy lâu, lão dối gạt cả vương quốc. Thay vì vào lều theo, hắn bị tống ngục chờ ngày xét xử tường tận. Về phần người thợ mộc hiền lành, anh đã được đức vua thưởng rất hậu. Vì nhờ sự nhanh trí, anh không chỉ giải thoát cho bản thân mà còn vạch trần tội ác bấy lâu của lão thầy pháp. Từ đó về sau, người thợ mộc càng được đức vua tin yêu hơn và có cuộc sống sung túc, hạnh phúc. 12 vị thần tháng. Ngày xưa, có một bà lão nghèo tốt bụng, chồng mất sớm, lại không có con cái. Mình bà sống giữa túp lều nhỏ xiêu vẹo ở ven rừng. Do lạnh quá, nhưng vẫn phải kiếm thêm củi thôi. Ôi, sao mưa to thế này? Chết thật, đường về nhà còn xa quá. Bao nhiêu năm ở rừng này, chưa thấy khi nào mưa kèm theo sương mờ kín lối. Mình bị lạc thật rồi, con đường mòn này lạ quá. Nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì, đành đi hết đường xem sao đã. Lạ thật, giữa rừng sâu không ngờ lại có ngôi nhà lộng lẫy thế này. Đúng rồi, để xem có ai không, mình sẽ hỏi thăm đường. Các vị... Bà lão đừng sợ, có vẻ như bà đang bị lạc đường phải không? Vâng, xin chào các vị. Tôi muốn hỏi thăm đường ra bìa rừng. Chào mừng bà đến đây. Chiều muộn thế này rồi, bà còn làm gì ở rừng sâu thế này? Thật ngại quá, đã làm phiền các vị. Tôi vào rừng nhặt củi, nhưng cơn mưa và sương mù bất chợt đã che mất đường về của tôi. Đấy là do lão tháng 12 gây ra đấy. Lão tàn nhẫn quá, chẳng biết thương xót con người và cây cỏ gì cả. Vừa mưa vừa sương. Đúng là giá rét, sương băng thì khổ thật. Nhưng nếu không có cái giá lạnh và những đợt mưa của tháng 12 thì mặt đất sẽ không được nghỉ ngơi và những hạt mầm ngủ trong đất sẽ chết khô. Bà phải yêu quý những tháng mùa đông lắm nhỉ? Tôi yêu những tháng đông chẳng kém gì những tháng hè cả. Bà lão ơi, lẽ nào tháng đẹp nhất không phải là tháng 5 hay sao chứ? Tháng 5 đẹp lắm,
Nói đến tháng 5 làm tôi nhớ thời thanh xuân rực rỡ. Nhưng những tháng 8, 9, 10 cũng lãng mạn lắm. Mỗi tháng đem đến cho năm những thứ cần thiết để sự sống sinh sôi. Bà lão à, bà đang ở trong ngôi nhà của 12 vị thần tháng đấy. Không ngờ lần đầu chúng tôi xuống thế gian lại gặp một người dễ mến như cụ. 12 vị thần tháng ư? Tôi chính là lão tháng 12, mà dù làm bà bị mưa lạnh, bị lạc đường, nhưng vẫn không hề trách móc đấy. Ôi, thì ra là vị thần tháng 12. Chúng tôi nhìn thấy trong bộ đồ cũ và những nếp nhăn của cụ sự thanh thản, tự tại, nhờ biết chấp nhận, tìm cách vượt qua những khó khăn. Đây là món quà bà xứng đáng nhận được. Chúng tôi sẽ giúp bà ra bìa rừng. Chỉ xin các vị giúp tôi về nhà thôi, còn quà thì tôi không dám nhận đâu ạ. Bà nhận đi, đừng ngại. Hôm nay thật là một ngày kỳ lạ. Nếu đây đã là quà của các vị thần tặng mình, thì phải sử dụng nó thật hữu ích mới được. Từ nay mấy đứa năng đến nhà bà uống sữa tươi ngon nha. Dạ, chúng cháu cảm ơn bà ạ. Với số vàng được 12 vị thần tháng tặng, bà lão tốt bụng cất lại căn nhà, tậu đôi bò sữa và chia sẻ cho dân làng nghèo khó. Ai cũng vui mừng trước lòng thơm thảo của bà. Chỉ riêng có ông già nhỏ nhen, luôn bất mãn với mọi thứ, ghen ghét mọi người trong làng là tỏ lòng đố kỵ ra mặt. Ê, nè, bà lão. Ông có việc gì mà đến nhà tôi sớm thế này? Có đấy. Tôi cả đêm đã thắc mắc bà lấy đâu ra mà lắm vàng thế? Hay là bà trộm được kho báu nào trong rừng hả? Thì ra ông đến tìm tôi là vì việc này. Làm gì có kho báu trong rừng? Là có lần tôi đi kiếm củi lạc trong rừng, được 12 vị thần tháng tặng cho đó. Bà nói cái gì? Đừng giở trò lừa gạt. Bà lão tốt bụng không hề giấu giếm, mà kể hết việc mình đã bất ngờ gặp các vị thần tháng khi đi lạc trong rừng và được họ tặng vàng. Chưa nghe hết đầu đuôi, ông già mưu mô, mắt đã sáng rực lên, lòng tham sục sôi. Ơ này, ông nghe tôi nói hết đã chứ? Nghe ngóng cái gì, đừng làm hỏng chuyện. Ông ơi, khoan đã. Phải gặp bằng được mấy vị thần đó. Ông già tham lam đi miết không nghỉ, cuối cùng cũng đến nhà của 12 vị thần tháng. Lại là một người phàm sao? Xem ra ông đến là để tìm ai ở đây? Tôi tìm 12 vị thần tháng, họ có ở đây không? Ông đến đúng chỗ rồi đó, nhưng các em của tôi đi cả rồi, chỉ còn tôi đây. Đi kiếm củi khô ấy mà. Vậy là bà già kia không lừa ta. Kiếm củi sưởi ấm đúng không? Ông thấy những tháng mùa đông thế nào, như tháng 12 này chẳng hạn? Tồi tệ kinh khủng, đã lạnh còn mưa. Công nhận thế thật, vậy hẳn là ông lão phải yêu những tháng mùa hè. Hỏi gì mà lắm thế, để ta trả lời ngươi luôn một thể. Tôi ghét cay ghét đắng những tháng mùa hè. Chắc ông còn hỏi tôi về những tháng mùa thu và mùa xuân nữa chứ gì. Cũng chả ra làm sao hết. Nói tóm lại là đời này tôi chả yêu cái gì hết ngoài tiền vàng. Được rồi, được cây bao của ông đây. Tôi sẽ cho ông thứ ông cần. Nhưng ông nhớ là chỉ được mở túi khi về nhà thôi đấy. Số vàng nặng trịch thế này, cả đời còn lại của ta sẽ sống trong sung túc. Cái gì thế này? Lão thần già lừa ta. Sự tham lam và việc than vãn mọi thứ khiến ông không bao giờ có được sự hài lòng. Nó cũng giống tảng đá đè nặng cả đời ông. Nếu ông cứ mãi như vậy thì món quà xứng đáng với ông chỉ là những hòn đá này thôi. Ông già tham lam tức tối vô cùng khi chỉ nhận về những hòn đá tảng. Nhưng chuyến đi ngày hôm đó không phải vô ích với ông. Dần già ông cũng nhận ra những tính xấu của mình và hòa nhập cùng dân làng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!